Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng nay tôi cậy ơn của Chúa để cảnh tỉnh chúng ta một vài điều. Bởi vì sự thật thì trong cuộc sống hôm nay đó, hình như con người chúng ta thường tập trung vào những cái ngắn hạn mà quên đi cái dài hạn. Chúng ta thường tập trung vào những cái thấy được mà quên đi những cái không thấy được. Trong khi Kinh Thánh thì luôn cảnh báo về cõi đời đời và những gì mà mắt mình không thấy. Luôn cảnh báo điều đó. Con mắt chúng ta rất hữu hạn, thưa ông bà anh chị em. Con mắt chúng ta được tạo dựng bởi những cái thể lý của nó. Chỉ cần một cây kim chích vào thôi là nó đã không thấy gì rồi. Không ạ? Nhưng mà chúng ta lại đặt cả cõi đời đời mình vào cái gì đó mà mắt mình thấy. Rõ ràng là nó không ngon cho lắm, phải không anh chị em? Vì vậy sứ đồ Phaolô trong Côrintô thứ 2 chương 4 câu 18, ông nói như thế này: bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Anh chị em thấy không ạ? Vì vậy thưa hội thánh, buổi sáng nay chúng ta dành thời giờ quý báu này để nói một chút về cõi đời đời và cái sự mà mình không thấy, sự mà mắt mình chưa thấy, sẽ thấy nhưng hiện nay chưa thấy. Chúng ta nói về điều đó một tí. Để làm gì? Tôi muốn toàn bộ hội thánh chúng ta tập trung cho mục đích mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Tập trung cuộc đời của mình vào những gì quý giá thực sự, chứ không phải những gì tạm thời, những gì ngắn hạn, những gì sẽ bị hư mất đi. Thưa quý ông bà anh chị em, cho nên tôi lấy sứ điệp là ý nghĩa thực sự của sự sống con người. Sứ điệp buổi sáng nay tôi chia sẻ là cái ý nghĩa thực sự của sự sống con người. Và khi chúng ta nghiên cứu về cái sự sống con người đó, thì dĩ nhiên đó rất là nhiều những tài liệu, nhiều những cái triết lý, nhiều những cái chủ nghĩa, nhiều những cái thứ khác nhau nó nói. Nhưng mà tôi xin thưa với ông bà anh chị em rằng tất cả những nguồn đó không đáng tin cậy. Nguồn tin cậy duy nhất của chúng ta là lời của Đức Chúa Trời, là Kinh Thánh. Người ta đã từng nghiên cứu ra và thấy rằng những gì những nhà khoa học, những gì mà nghiên cứu về cái cõi không thấy được á, thì nó đúng tầm đâu chừng vài chục phần trăm thôi. Còn lại đều là đoán mò cả thôi và không có một cơ sở nào cả. Tuy nhiên, người ta cũng từng nghiên cứu những lời trong Kinh Thánh và người ta thấy rằng tất cả mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh nó đã được ứng nghiệm 80% một cách chính xác, và còn 20% nữa thì đang chờ ứng nghiệm. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên Kinh Thánh là một nguồn duy nhất đáng tin cậy mà chúng ta cần tập trung vào để chúng ta biết được những gì mà thật sự bị che khuất khỏi cái lý trí, khỏi cái sự thấy, khỏi sự rờ chạm của con người. Chúng ta hãy nhìn vào Kinh Thánh là biết tất cả. Như vậy thì ý nghĩa thực sự của đời sống tôi và bạn chém trên đất này là gì? Đây là câu trả lời mà tôi muốn nói trong buổi sáng hôm nay. Trong phân đoạn Kinh Thánh ở Côrintô nhất chương 15 câu 35 đến câu 34 có chép như thế này: nhưng có kẻ nói rằng người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật chi người gieo nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật người gieo ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay hột giống nào đó khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác.
Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể khí huyết, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể khí huyết, thì cũng có thể thiêng liêng. Đây là đoạn kinh thánh mà tôi lấy làm nền tảng để chúng ta nói chuyện một chút xíu về cái ý nghĩa sự sống của con người trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu anh chị em tra trong Google á, thì anh em sẽ thấy sự sống sau khi chết. Ví dụ anh em tra chữ đó, riêng người Việt Nam mình thôi thì có 45 triệu lượt tìm kiếm. Chứng tỏ là một nửa dân số chúng ta quan tâm đến điều này, không ạ? Sự sống là sau khi chết. Nhiều người nói rằng chết là hết. Ôi, chết là hết đó mà, có gì đâu nữa mà tìm hiểu, phải không? Nhưng thật sự đó, Kinh Thánh chép rằng con người ta nhắm mắt lìa khỏi đời này chưa phải là hết. Đó là những gì Kinh Thánh nói, không ạ? Kinh Thánh cho biết á, thế gian có nghĩa là tất cả loài người trên trái đất này như một đám ruộng vậy đó, như đám ruộng. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 9, và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà Đức Chúa Trời xây. Có nghĩa là mình tưởng tượng Đức Chúa Trời như một người gieo giống, gieo hạt giống trong đồng ruộng, không ạ? Và mỗi một chúng ta là một hạt giống của Đức Chúa Trời. Mỗi một con người là một hạt giống của Đức Chúa Trời. Một hạt giống Ngài đặt trên thế giới này. Và dĩ nhiên Ngài có nhiều loại khác nhau. Ngài có loại giống người, Ngài có loại giống bò, Ngài có loại giống cừu, chiên, thỏ, cá, vân vân, nhiều loại khác nhau. Đấy. Và anh em hãy tưởng tượng Đức Chúa Trời là đấng đang đi gieo hạt giống trong đồng ruộng. Và bây giờ tôi muốn anh em suy nghĩ một chút. Nếu một người nông dân gieo hạt lúa trong đồng ruộng, ông chờ đợi điều gì? Ông chờ đợi rằng là sau 3 tháng này lúa bắt đầu nó nằm rải rác ở trên đồng ruộng ông à? Hay sao? Không phải không ạ? Ông chờ đợi là sau 5-7 ngày thì cây mạ nó mọc lên, có đúng không? Cây mạ nó mọc lên. Và rồi là cây mạ đó nó sẽ lớn lên, nó trổ đồng ra, rồi nó có những hạt lúa, nó ra kết quả. Đó là điều mà người nông dân chờ đợi. Như vậy khi Đức Chúa Trời gieo con người trên đất này, Ngài không phải chờ đợi là chúng ta mãi mãi như thế này. Không, nó phải có những giai đoạn chuyển tiếp nữa. Giống như người nông dân gieo hạt lúa xuống ruộng, hạt lúa anh em thấy không ạ? Không thấy, nó lặn dưới đất mất tiêu à? Đúng không? Nó lặn đâu mất tiêu. Có thể 5-7 ngày anh em không thấy nó, nhưng mà đùng một buổi sáng sớm thức dậy, thấy đồng ruộng sao mà xanh um như thế này. Wow, một điều gì đó đã nứt lên từ những hạt đó, từ chỗ này, không ạ? Tôi mới có thể nói cho anh chị em á, đời sống con người chúng ta nó trải qua ít nhất 3 giai đoạn. 3 giai đoạn, giống như hạt lúa vậy đó. Bây giờ anh chị em đem một cái hạt gieo xuống đất, mới đầu anh em thấy nó, lặn xuống đất anh em không thấy nó nữa, 5-7 ngày anh em thấy nó, nhưng mà nó là cái cây chứ đâu phải cái hạt nữa, phải không ạ? Nhưng mà sự sống là vẫn là nó, bản thể vẫn là nó, nhưng mà từ cái hạt biến thành cái cây. Cho nên chị em à, con người chuyển thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tôi gọi là hiện nay anh em đang sống đây, đang đứng đây, là giai đoạn của một linh hồn ở trong một thân thể. Tôi hoặc bạn chị em là một linh hồn đang sống trong thân thể. Tôi đang đi lại, anh em đang đi lại, nói chuyện, ăn uống, giao tiếp, ngủ nghỉ, đang ở trong thế giới này. Nhưng đến một giai đoạn nữa là giai đoạn chuyển tiếp. Đức Chúa Trời gọi nó là giai đoạn mà linh hồn ở ngoài thân thể. Đến một ngày nào đó, thân thể của tôi và bạn chị em sẽ mất đi, vì bệnh tật, vì đau yếu, vì đủ thứ nguyên nhân, mất đi. Và lúc đó anh chị em vẫn đang tồn tại đó thôi, nhưng mà cả đều không có thân thể. Giống như cái hạt ở dưới đất vậy đó. Sau 2 ngày thì cái hạt đó nó mục, nó biến mất tiêu rồi, nó không còn là cái hạt nữa, nó không có thân thể nữa. Nhưng mà rồi 5-7 bữa nữa nó nhú lên khỏi đất, nó là cái khác à. Tôi gọi đó là giai đoạn thứ 3 của con người, là giai đoạn hồn ở trong một thân thể mới.
Con người có ba giai đoạn đó mà anh chị em. Dù muốn dù không, Đức Chúa Trời là Đấng đang gieo giống và Ngài đang muốn gặt lấy những cái điều mà Ngài có chủ đích. Một người nông dân gieo lúa trên ruộng, ông có chủ đích là ông sẽ gặt lấy cái vụ mùa của ông. Và tất nhiên rồi, anh em hãy tìm giùm tôi đi, có cái đám ruộng nào mà ông nông dân ông đem cái máy ra ông gặt và 100% ông đem vô kho ông không? Không có không? Không. Chắc chắn ông phải có là những hạt lép, những rơm, những rạ, ông làm gì? Đốt. Thưa quý ông bà anh chị em, chỗ này là chỗ chúng ta phải suy ngẫm. Chỗ này là chỗ chúng ta cần phải nghiêm túc để hỏi mình, nếu tôi và bạn chị em là hạt giống của Đức Chúa Trời, thì tôi và bạn chị em sau này là hạt lúa chắc hay là hạt lúa lép? Là rơm rạ hay là thứ có thể cất trong kho? Anh em mình phải tự suy nghĩ, phải không ạ? Chắc chắn phải suy nghĩ. Nếu tôi và bạn chị em là rơm rạ và hạt lúa lép thì xong đời rồi. Căng rồi đấy. Rất căng thẳng luôn đấy. Phải không ạ? Rất căng thẳng đấy. Cho nên mình phải nghĩ hết sức nghiêm túc ngay bây giờ. Ngay cái lúc mà mình còn là một hạt giống, mình đang được Đức Chúa Trời gieo, mình vẫn còn có cơ hội để trở nên là hạt lúa chắc cho Đức Chúa Trời, để trở nên hữu ích cho Đức Chúa Trời. Còn khi chung cuộc rồi, khi mà Ngài đã đem cái máy gặt đến mà gài gặt rồi thì xong rồi. Lúc đó cây lúa nó không phải nói thôi đợi tôi một chút để tôi điều chỉnh cho nó thành hạt chắc. Không, máy gặt nó tràn đi là xong. Tất cả là xong. Thương bà anh chị em, điều này cực kỳ quan trọng. Và tôi muốn cảnh tỉnh tất cả linh hồn chúng ta, trong đó có cả tôi nữa. Chúng ta phải hết sức nghiêm túc với những gì mà Đức Chúa Trời đang làm trên thế giới này, nhất là đối với chúng ta là những hạt giống của Ngài. Phải không thưa ông bà anh chị em? Điều đó nó rất là quan trọng. Đấy. Vì vậy cho nên ở trong Kinh Thánh đó, nó có một cái câu. Đúng không ạ? Nó có một cái câu là như thế này. Ma-thi-ơ chương 3 câu 12 chép vào cái ngày cuối cùng á, chép như này: tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Đây là lời Chúa. Lời Chúa cho chúng ta một cái hình ảnh của ngày sau. Ngày sau khi Đức Chúa Trời đến, khi đồng ruộng của Ngài đã đến vụ mùa, khi Ngài đã thấy là sẵn sàng cho mùa gặt rồi, sẵn sàng để thu hoạch rồi, thì anh em đọc Kinh Thánh sẽ thấy Ngài sai thiên sứ Ngài đi nhặt. Thiên sứ chứ không phải là người thường đâu nha anh chị em. Thiên sứ, thiên sứ sẽ quyết định anh là hạt lúa chắc hay lúa lép, cho tôi không có quyết định, có đúng không? Đức Chúa Trời quyết, Đức Chúa Trời thẩm định, Đức Chúa Trời kiểm tra. Cho nên đừng có nghe ai đó nói anh chắc chắn lên thiên đàng rồi. Ồ coi chừng ạ. Tôi rất sợ cái câu đó. Hãy để Đức Chúa Trời nói cho anh chị em rằng anh chị em lên thiên đàng. Đừng để người A người B nói em ấy. Điều đó rất nguy hiểm. Đừng để giáo hội nói anh em lên thiên đàng. Đừng để ông nọ ông kia nói anh em lên thiên đàng. Không, anh em phải biết chắc anh em lên thiên đàng hay xuống ở đâu. Anh em phải biết chắc linh hồn mình ở đâu và đang làm gì. Chỉ anh em biết và Đức Chúa Trời biết. Còn người ta đâu có biết. Người ta cũng là hạt lúa như anh em mà, đúng không? Hai hạt lúa nói chuyện với nhau, tôi biết anh là chắc rồi, anh này lép rồi. Hai hạt lúa nói chuyện với nhau, ô chuyện này không đáng tin cậy, phải không anh em? Cho nên tôi muốn cảnh tỉnh cho em rằng mỗi người hãy tự thức tỉnh linh hồn của mình. Hãy thức canh mà cầu nguyện. Hãy thức canh để biết rằng mình đang là ở đâu, tình trạng mình là gì, và kịp thời điều chỉnh. Thương bạn cho em, amen không ạ? Điều đó rất là quan trọng. Rất rất là quan trọng. Thương bạn cho em, rất là quan trọng. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài đã rao giảng và kêu gọi con người tiếp nhận phúc âm. Ngài đi từ làng này đến làng kia. Không ạ? Và các sứ đồ của Ngài sau này cũng vậy. Ngài cảnh tỉnh họ điều gì? Ngài cảnh tỉnh họ rằng đừng có vui thú với những điều tạm bợ đời này. Phải không ạ?
Đừng có để cho những vui thú giàu sang đời này làm cho mình bị mê muội đi, mà không biết đến cái kế hoạch của Đức Chúa Trời ngày sau cho linh hồn của mình. Ngài muốn con người thoát khỏi sự chết và hình phạt kinh khiếp đời đời, nơi mà lửa nó nuốt mình. Đức Chúa Giêsu luôn cảnh báo điều đó. Nếu chúng ta tra trong bốn sách phúc âm, chúng ta sẽ thấy Ngài nói rất là nhiều lần về cái viễn cảnh ngày sau của những người không biết Ngài, của những người không tiếp nhận sự sống từ nơi Ngài, của những người không có nguồn sống từ nơi Ngài. Ngài cảnh tỉnh hết lần này đến lần khác, và câu kinh thánh đọc thuộc lòng hôm nay, Chúa cũng đã cảnh tỉnh điều đó. Có đúng không ạ? Chúa cảnh tỉnh rằng nếu như chúng ta không chịu ăn năn, không chịu tiếp nhận kết nối với Ngài để Ngài ban cho chúng ta sự sống thật, để chúng ta trở thành hạt lúa chắc trong đồng ruộng của Ngài, thì số phận chúng ta là bị thiêu nơi lửa đời đời. Ngài không nói điều đó để dọa chúng ta. Ngài dọa để làm gì? Ngài không dọa. Không có ai chịu chết để dọa một người khác cả. Có đúng không ạ? Làm sao tôi dọa anh rồi tôi chịu chết, tôi đổ huyết trên thập tự giá làm gì để dọa? Ngài không dọa. Ngài nói điều đó là vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài muốn chúng ta thoát khỏi cái viễn cảnh đó. Ngài muốn chúng ta thoát khỏi rằng nơi mà chúng ta bị muối vào trong lửa, và cái số phận đó phải sống đến đời đời. Có một số người nói rằng địa ngục mà sợ gì, chết là hết rồi, mình còn gì đâu nữa mà phải sợ. Lửa thì nó cũng có thiêu mình, có gì đâu. Nhưng xin thưa với anh bạn chị em, đó là sự lừa dối của Satan. Tôi xin thưa với anh chị em là tất cả chúng ta, không phải chỉ những người tin Chúa, toàn bộ nhân loại này, tất cả đều sẽ sống lại và có một thân thể. Anh em có thấy điều đó không? Có thấy điều đó ghi trong Kinh Thánh không? Tôi đọc điều đó trong Đa-nhiên chương 12 câu 2 nha. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Người thì để được sự sống vĩnh cửu, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhuốc nhơ vĩnh cửu. Tất cả mọi người, tất cả đều có một thân thể mới. Nhưng điều quan trọng là sau cái tòa án đó, sau cái sự mà Đức Chúa Trời gặt cái đồng ruộng của Ngài đó, thì Ngài mới quyết định ném những người đó vào đâu, những người hư mất đó vào đâu. Nhanh chị em. Cho nên cái từ mà nói là đi xuống địa ngục á, thì nó cũng không có chuẩn xác lắm, mà Kinh Thánh gọi là bị ném vô địa ngục, chứ không phải xuống. Không phải có cầu thang rồi đi xuống đàng hoàng, không có. Ném vô. Chứ làm sao mà có cầu thang đi xuống đó được, không có thang máy đi xuống đó. Cho nên nhiều người nói địa ngục cũng hay mà, cũng ngon mà. Không đâu anh chị em, bị ném vào như cọng rác vậy đó. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thấy tại sao Chúa Giêsu và các sứ đồ của Ngài khi mà đi giảng phúc âm, họ luôn nhấn mạnh đến cái sự chết, đau khổ đời đời của con người. Họ ít khi giảng những cái phước hạnh tạm bợ đời này lắm. Họ ít khi giảng rằng là anh em tin Chúa đi, làm ăn nó được lắm. Họ không có giảng cái đó. Tôi nói anh em thử tìm các sứ đồ xem các sứ đồ có giảng cái đó không. Không. Sứ đồ nói rằng trong sự sống của Chúa có sự thịnh vượng, chắc chắn là có. Nhưng mục đích chính của sự cứu chuộc chúng ta là cứu chuộc khỏi điều gì? Hỏa ngục đời đời. Hỏa ngục đời đời. Như chúng ta đã thấy phải không ạ? Khi người ta hỏi mình được cứu khỏi điều gì, chúng ta phải biết trả lời cho nó chính xác. Chúng ta được cứu khỏi quyền lực của Satan ở đời này, là hiện nay. Nhưng đồng thời, trong cõi đời đời, chúng ta được cứu khỏi địa ngục và hồ lửa. Chúng ta không bị ném vào đó. Đó là sự mà Đức Chúa Trời bởi ân điển và lòng thương xót Ngài dành cho chúng ta. Phải không anh chị? Cho nên trong Côlôse chương 1 câu 13-14 á, các sứ đồ Phaolô ông viết, ông nói là chúng ta được cứu khỏi nước của sự tối tăm để bước qua nước sáng láng của con Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha thứ tội lỗi. Đó là điều mà chúng ta cần phải xác định. Cho nên thưa ông bà anh chị em, có những nơi chốn
mà mỗi một chúng ta là những con người được Đức Chúa Trời định cho. Thì ở trong Kinh Thánh có mấy cái chữ như là địa ngục nè, vực sâu nè, hồ lửa nè, thiên đàng, âm phủ, mấy cái từ đó rất là thông dụng. Anh chị em có thể tra những cái từ đó ở trên Google, trên cái chỗ tìm kiếm, anh chị em thấy nhiều cái kiếm khác nhau. Nhưng mà nếu anh thử tra cái chữ âm phủ hay là địa ngục đi, tôi tra rồi tôi thấy có 80 triệu lượt tìm kiếm. Chứng tỏ cũng biết sợ địa ngục đấy chứ, không ạ? Biết sợ đấy. Nhưng có điều là không biết là những cái tôn giáo khác nhau thì họ nói gì về địa ngục. Còn Kinh Thánh thì nói cho chúng ta rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng, không ạ? Rất là rõ ràng về địa ngục. Anh em biết không? Âm phủ là một từ ở trong Cựu Ước mà dành chỉ cho cái chỗ mà cái nơi cái linh hồn người chết tạm trú ở đó. Khi chúng ta, những người Cựu Ước á, họ chết, họ thoát khỏi cái thân xác này thì họ ở tạm nơi âm phủ. Hãy biết phân biệt giữa âm phủ và địa ngục nha anh chị em. Địa ngục là nơi có hình phạt, nơi có lửa, nơi có sự đau khổ khác nhau. Và hiện nay chưa có con người ở dưới địa ngục, chưa có. Cho nên đừng có nói đó, ai đó dưới địa ngục mà hiện về nói với tôi là dưới đó nóng lắm, mùi lửa. Tôi thấy tràn lan ở trên YouTube đó. Không à, có người thân ở dưới địa ngục hiện về cũng nóng lắm, con ơi đừng xuống đây, quỷ lừa cả, không ạ? Chưa có con người nào gì đó. Chúng ta biết địa ngục nóng là qua đâu? Qua lời của Chúa Giêsu. Qua lời của Chúa Giêsu mô tả cho chúng ta biết ở nơi đó kinh khiếp như thế nào, ở nơi đó đau khổ như thế nào, ở nơi đó ra làm sao. Chứ hoàn toàn chưa có con người nào đi xuống dưới đó cả. Anh chị em thấy không ạ? Và Kinh Thánh cho biết rằng địa ngục là nơi mà để giam cầm các thiên sứ sa ngã bị xiềng ở dưới đó một cách tạm thời. Trong địa ngục có cả vực sâu và hồ lửa. Anh chị em nhớ câu chuyện người mà bị 2000 con quỷ nó ám ở bên bờ biển Genesaret không ạ? Genesaret gì đó, không ạ? Anh em nhớ câu chuyện không ạ? Khi Chúa Giêsu truyền nó đi thì nó nói sao? Đừng có đưa nó xuống vực sâu. Nó nói rằng: ôi tôi sợ vực sâu lắm, đừng có đưa xuống đó, nhưng hãy cho chúng tôi tạm thời nhập vô cái bầy heo kia. Và Chúa Giêsu đồng ý. Cái chỗ này cũng hơi hay mà tôi cũng không hiểu sao Chúa Giêsu đồng ý. Anh em thử nghiên cứu coi. Chúa Giêsu đồng ý cho 2000 con quỷ đó nhập vô bầy heo và lập tức nó đâm đầu xuống biển chết hết. Câu chuyện đó nói một điều rằng quỷ nó còn biết sợ vực sâu, quỷ nó còn biết sợ địa ngục, nhưng có những con người chả biết sợ gì cả. Người ta nói là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, không ạ? Chưa biết. Cho nên người ta nói là điếc không sợ súng, không ạ? Điếc không sợ súng là chỗ đó. Nhưng Kinh Thánh cảnh báo rất nhiều lần, nơi vực sâu hồ lửa là nơi cuối cùng mà những hạt lúa lép đó bị ném vô, là nơi đau khổ triền miên, là nơi mà con người vừa khóc lóc mà vừa nghiến răng. Em thấy Chúa Giêsu mô tả đâu? Vừa khóc lóc mà vừa nghiến răng. Có nghĩa là sao? Khóc lóc. Khóc lóc có nghĩa là nó thể hiện một cái cảm xúc nuối tiếc, một cái cảm xúc cô đơn, một cái cảm xúc buồn tẻ, một cái cảm xúc nói chung là không thể chấp nhận được, con người ta mới khóc. Chỉ khi đau khổ con người ta mới khóc. Anh em tưởng tượng hả? Nhưng còn nghiến răng là sao? Nghiến răng là sao? Con người ta lúc nào nghiến răng? Ngủ nó mới nghiến răng đúng không? Không phải. Không phải ngủ nghiến răng. Con người ta nghiến răng là khi người ta cảm thấy tức giận. Tức giận. Có một điều gì đó trỗi dậy ở trong cái cuộc đời tội lỗi của họ mà họ phải giữ cái cảm giác đó đến đời đó. Người ta tức giận đủ thứ ở dưới đó. Người ta nguyền rủa đủ thứ ở dưới đó. Người ta nguyền rủa không tiếc một lời nào cả. Nhưng mà xin thưa ông bà anh chị em, ở dưới đó có Chúa đâu mà nghe, có ai đâu mà nghe.
dưới đó tối tăm hoàn toàn tối tăm không có ánh sáng. Và người ta phải đau khổ khóc lóc nghiến răng đến đời đời. Mà xin thưa ông bạn xem, đó không phải là một cảm giác về tinh thần, nhưng Kinh Thánh chép rằng là cả thân thể và linh hồn bị ném vô địa ngục. Thân thể và linh hồn. Chứ còn nếu mà chỉ là tinh thần không thôi thì người ta nói thôi kệ đó, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng xin thưa ông bạn xem, Chúa Giêsu nói là cả thân thể và địa ngục bị ném, cả thân thể và linh hồn bị ném vào. Và trong cái thân thể mới đó là cái thân thể không còn hư nát nữa, là cái thân thể thiêng liêng không còn hư nát nữa đó. Chúng ta phải chịu sự đau khổ về tinh thần và thể chất đến đời đời. Tôi không biết rằng có thể dùng cái lời lẽ nào để mô tả cho nó rùng rợn hơn cái điều này, để khiến cho chúng ta bớt đi những cái cuộc sống mà không lo về cõi đời đời. Bởi vì chúng ta thấy tình trạng ngày hôm nay, hội thánh càng ngày càng lo về cõi tạm nhiều hơn cõi đời đời. Hội thánh ngày hôm nay lo về cái chuyện thấy được á, nó nhiều hơn lo về cái sự không thấy được. Đó là Satan đã làm cho chúng ta bị sai hướng rồi. Chúng ta đã lạc hướng rồi, thưa hội thánh. Chúng ta đã làm cho cuộc đời của mình đi sai lối rồi. Tôi xin thưa với bạn xem, mỗi một giây khi chúng ta còn sống trên đời này, hãy lo cho cõi đời đời, hãy chăm cho linh hồn của mình, và hãy lo những gì mà mắt mình hiện nay chưa thấy được. Hãy nghĩ về thiên đàng để biết ơn Chúa. Hãy nghĩ về địa ngục và hồ lửa để biết kính sợ Chúa. Amen không bạn chứ? Khi chúng ta nghĩ về hai điều này, tôi nói thiệt với anh chị em á, không dám rời Chúa một giây nào. Học Chúa ơi, con mà rời Chúa là thôi xong đời con rồi. Xong đời thật sự. Phải không ạ? Khi anh em thử đọc Khải Huyền, thử đọc những sách Phúc Âm nói về những sự kinh khiếp của hồ lửa, tôi đố anh chị em có cảm giác là muốn rời Chúa một giây. Còn khi không đọc á, hỡn tí là còn bỏ Chúa ra. Đúng không? Nhiều anh chị em ngày hôm nay hỡn tí còn bỏ Chúa không đi nhóm nữa. Rồi bỏ đi, mai mốt xuống địa ngục sẽ biết. Đúng không ạ? Cho nên Đức Chúa Trời vì yêu chúng ta mà con một của Ngài phải đổ huyết, là để cho chúng ta thoát khỏi cái cảnh tượng kinh khiếp đó. Tôi muốn anh chị em hãy ghi nhớ điều này. Trong Luca chương 16 ghi lại một câu chuyện về người giàu mặc áo tía và một người nghèo tên là Lazarus. Cả hai đều chết sau đó và được đem chôn. Phải không ạ? Trong câu 23 chép như thế này: người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Abraham và Lazarus trong lòng người. Từ đây chúng ta thấy rõ hơn, âm phủ là nơi tạm giam người chết. Nơi đó những giác quan của con người vẫn hoạt động, nghĩa là người chết vẫn nhận, vẫn biết, vẫn nghe, vẫn nhìn, vẫn thấy. Như vậy âm phủ chỉ là nơi tạm giữ linh hồn của kẻ có tội đang chờ ngày phán xét cuối cùng của thế giới để ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và chịu phán xét mà thôi. Trong câu chuyện Luca 16 này, tôi muốn nói với anh chị em, hỏi anh chị em vài câu. Hai người này đều chết, Lazarus cũng chết, người giàu cũng chết. Nhưng Kinh Thánh chép rằng người giàu ở nơi âm phủ đau đớn ngước mắt lên nhìn thấy Abraham và Lazarus. Câu hỏi là người giàu này thấy bằng phương tiện gì? Đúng không? Thấy bằng phương tiện gì? Chết rồi mà, thân xác này chết rồi, sao còn thấy? Sao còn biết đau đớn? Sao còn biết là nóng? Sao còn biết là khát? Rồi sao còn nhận ra đó là Abraham với ông Lazarus? Có bao giờ chúng ta đọc câu chuyện này và chúng ta chịu khó suy ngẫm một chút không? Xin thưa với quý ông bạn chị em, khi linh hồn chúng ta lìa khỏi xác, mọi nhận thức về xung quanh không bao giờ mất đi. Tất cả đều y nguyên. Chỉ có điều chúng ta nhận thức ở một cõi khác, không phải ở cõi này, không phải ở cõi đất này, không phải ở cõi thể lý này. Chúng ta nhận thức ở một cõi linh. Trong cõi linh đó chúng ta hoàn toàn có mọi giác quan.
Và chúng ta biết tất cả mọi thứ xung quanh. Đây là điều mà khiến chúng ta phải suy ngẫm nhiều hơn về cuộc sống của mình hiện tại trên đất này. Rất nhiều giáo lý hôm nay, rất nhiều những triết lý hôm nay, rất nhiều những cái chủ nghĩa hôm nay, người ta phản bác điều này. Người ta nói rằng con người chỉ là vật chất, và tất cả khi nhắm mắt rồi mọi cái kết thúc. Anh chị em ơi, đó là sự lừa dối của địa ngục. Và Satan dĩ nhiên nó muốn mọi người chết chùm cùng với nó, cho nên nó lừa dối điều đó. Nó khiến cho người ta không còn biết sợ là gì, không còn biết cõi sâu là gì, không còn biết cõi linh là gì. Tất cả mọi thứ đều đã bị xóa sổ sạch bởi những chủ nghĩa thời đại mới này. Những cái gì mới này người ta đem ra, người ta cố gạt Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống con người. Người ta cố gạt Đức Chúa Trời ra khỏi cái học thức của con người. Người ta cố gạt Đức Chúa Trời ra khỏi mọi nhận thức hàng ngày của con người. Nhưng anh chị em ạ, khi người ta làm điều đó, người ta đã tự đẩy mình vào chỗ cực kỳ nguy hiểm. Như hồi nãy tôi đã nói đó, không có ai tự tử vì không kiếm được tiền, nhưng người ta tự tử vì có tiền và để mất. Dạ, có tiền và để mất. Ngày hôm nay tôi và bạn cho em có Kinh Thánh, có sự sống đời đời, biết Chúa Giêsu, biết hỏa ngục và thiên đàng. Nhưng nếu chúng ta không thức tỉnh linh hồn của mình, để chúng ta có thể ghi mài sống trong tội lỗi, sống trong sự lo lắng của đời này, sống trong sự tạm bợ của đời này, đến một ngày nào đó, khi chúng ta ra khỏi cái thân thể này, thì mọi sự đã muộn rồi. Một hạt giống đã gieo xuống đất rồi, muộn rồi. Xong rồi. Không à, xong rồi. Chắc chắn nó bắt đầu mọc lên. Nhưng nếu hạt giống đó không có sự sống của Đức Chúa Trời, nó sẽ trở thành một cái cây vô dụng, một cái cây không có quả, một cái cây không có tác dụng, và cuối cùng nó phải ném vào vực sâu và hồ lửa. Nhưng nếu một hạt giống gieo vào trong đất mà có hơi sống của Đức Chúa Trời, nó sẽ mọc lên và trở thành một cái cây có quả, và Đức Chúa Trời sẽ trọng dụng nó. Anh em hiểu ý tôi à? Anh chị em ơi, hãy ngủ trong Chúa Giêsu. Hãy lìa khỏi xác này khi mình đầy dẫy sự sống của Chúa Giêsu. Amen không ạ? Đó là chỗ quyết định chúng ta mọc lên kiểu gì. Đó là chỗ quyết định chúng ta mọc lên kiểu gì. Một cái hạt giống mà nó mục nát rồi, nó sẽ mọc lên những cây eo uột và không có tác dụng. Tội lỗi là gì? Tội lỗi có nghĩa là không còn đúng mục đích ban đầu nữa. Hư rồi, phải bỏ. Cho nên khi con người tội lỗi mà lìa khỏi xác này, khi con người chưa được tha thứ mà lìa khỏi xác này, khi con người chưa có sự sống của Chúa Giêsu mà lìa khỏi xác này, thì rõ ràng rồi, nó bị định cho bị bỏ đi. Bỏ đi. Nó là rơm là rạ bị vứt đi. Và ngày sau nó sẽ nằm ở nơi đau đớn. Thưa quý ông bà anh chị em, qua những lời này, tôi muốn tất cả chúng ta, tất cả chúng ta hãy luôn tuôn tràn sự sống của Chúa Giêsu khi mình còn đi lại trên đất này. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô nói anh em phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó mà lý do sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-lô-se chương 3 câu 16 là nguyện lời Đức Chúa Trời đầy lòng anh em. Anh em biết lời Chúa là gì không? Lời Chúa là sự sống. Lời Chúa là hạt giống sống của Đức Chúa Trời. Nó là linh hồn sống của Đức Chúa Trời. Khi lời Chúa đầy lòng anh em có sự sống của Đức Chúa Trời. Để khi linh hồn anh em lìa khỏi xác này, anh em sẽ mọc lại thành một cái cây đầy sự sống của Chúa. Amen. Đó là chỗ mà chúng ta cần. Lý do tại sao các sứ đồ luôn luôn khích lệ các tín hữu. Anh em hãy tỉnh thức. Anh em hãy liên tục ở trong Chúa. Anh em hãy liên tục thờ phượng Chúa. Anh em hãy liên tục kết nối với Chúa. Anh em hãy sống đầy dẫy tình yêu thương của Chúa. Anh em hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng bước đi theo xác thịt. Tôi nói đọc hết tất cả các thư tín các sứ đồ. Tại sao họ nhắc đi, nhắc lại, nhắc đi, nhắc lại, nhắc đi lại điều đó. Và không bao giờ họ ngừng nghỉ. Thậm chí sứ đồ Phi-rơ nói rằng
Tôi biết rằng khi tôi còn sống trên đất này, nhiệm vụ của tôi là phải nhắc lại cho anh em nhớ. Là vì họ biết giây phút chúng ta nhắm mắt lìa khỏi xác này, nó quyết định ngày sau của chúng ta. Nó quyết định ngày sau của chúng ta. Nó quyết định cõi đời đời của chúng ta. 60 năm, 70 năm, 80 năm ngắn hạn trên đất này là để Đức Chúa Trời có thời giờ làm việc với linh hồn và thân thể chúng ta. Để Đức Chúa Trời có thời giờ để làm việc với hạt giống của Ngài trên đất này. Ngài muốn gieo sự sống Ngài vào đó một lần nữa. Adam, Eva đã đánh mất sự sống. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu là thần ban sự sống. Ngài muốn gieo sự sống Ngài vào chúng ta một lần nữa qua con người mới mà Ngài tạo dựng. Amen chứ em. Và sự sống đó phải tuôn tràn. Phải tuôn tràn. Cho nên tôi thật sự không muốn thấy một hội thánh mà con cái Chúa cứ lờ đờ. Như con cá thiếu oxy. Anh em biết cá thiếu oxy không? Nó ngóc đầu lên nước, nó móc như này. Đó. Cá thiếu oxy là không được. Hội thánh mà thiếu oxy là không được. Tất cả chúng ta phải đầy dậy thánh linh và đầy nhiệt huyết cho Chúa Giê-xu. Mọi người phải mạnh mẽ và đầy đam mê. Đó là sự sống của Chúa. Cho nên nhìn vào hội thánh tôi biết là hạt giống nào là hạt giống chắc biết liền. Còn hạt giống nào mà bị mọt rồi nó đục biết luôn. À, nhìn mặt là biết thôi. Đó là. Đi đến hội thánh mà mặc như cái bánh ú thôi xong rồi. Đấy là biết liền. Nhưng mà đến hội thánh mà tươi cười rạng rỡ, gặp ai cũng ôm chầm yêu thương, tôi biết sự sống của Chúa đang tuôn tràn trong anh em. Amen. Đó là sự thật. Tại sao tôi nói nhiều về điều này? Bởi vì nó quyết định ngày sau của chúng ta. Làm sao chúng ta biết được chuyện ngày mai? Sứ đồ Gia-cơ nói anh em chớ có kiêu ngạo, hãy khiêm nhường. Đừng nói rằng ngày mai tôi sẽ đi đây đi đó và làm ăn kinh doanh. Không. Chuyện ngày mai chỉ có Đức Chúa Trời biết thôi. 5 phút nữa anh chị em cũng không thể quyết định sự sống của mình. Amen ạ. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải chuẩn bị mỗi giây để kết nối với Chúa. Amen ạ. Mỗi giây. Đó là nhiệm vụ. Và Chúa Giê-xu không ít hơn một lần Ngài nói các con phải tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện. Vì tâm thần thì muốn mà xác thịt thế yếu đuối. Và ma quỷ là kẻ thù của chúng ta. Xác thịt là kẻ thù của chúng ta. Thế gian là kẻ thù của chúng ta. Nó luôn luôn rình rập để cướp sự sống của chúng ta. Để cắt đứt mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Giống buổi tối thứ sáu tôi đã chia sẻ đó. Chúng ta là nhánh nho, Chúa Giê-xu là gốc nho. Và Satan không muốn chúng ta ráp vào gốc nhỏ. Satan chúng ta muốn chúng ta sống cuộc đời tách biệt, độc lập. Để làm gì? Để sự sống không còn trong chúng ta. Để khi chúng ta lìa khỏi cõi đời này, chúng ta rất ít có cơ hội để được sống trong cõi vinh quang. Nhiệm vụ của Satan và các quỷ sứ luôn luôn làm điều đó anh chị em ạ. Đừng nghĩ rằng có con quỷ nào nó tử tế. Không một con quỷ nào tử tế hết. Tất cả mọi con quỷ đều là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Và nó luôn rình mò xung quanh đời sống chúng ta. Để gieo tội lỗi vào đời sống chúng ta. Để tiêm nọc độc của sự chết vào đời sống chúng ta. Hỡi hội thánh, hãy cảnh tỉnh cho linh hồn của mình. Và tôi muốn tất cả anh em mình, dù sớm hay dù muộn, khi lìa khỏi cõi đời này thì lìa trong sự bình an và đầy dậy Đức Thánh Linh. Tôi nhớ tôi đọc lịch sử cuộc đời của nhà truyền giáo Phục Hưng Tống Thượng Tiết. Anh em biết ông đó không? Biết phải không ạ? Ông Tống Thượng Tiết rất hay. Và đây là một cuộc đời phải nói thật sự là đầy đam mê và nhiệt huyết cho Chúa. Dĩ nhiên khi ông lìa đời, ông về với Chúa, ông rất là trẻ, có 40 mấy tuổi thôi. Nhưng theo truyền thuyết kể lại, theo người ta kể lại, ngay khi ông cầu nguyện để ông về với Chúa đó, thì xung quanh cái giường của ông tỏa ánh hào quang. Tỏa ánh hào quang.
Thiên sứ của Chúa hiện diện ở đó để rước ông về thiên đàng. Tôi nghĩ rằng không có cái chết nào tốt và vinh hiển như cái chết ở trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen không chị? Rất là nhẹ nhàng, rất là tuyệt vời. Đấy là cách mà Chúa muốn chúng ta về với Ngài. Chúa muốn chúng ta về với Ngài trong sự vinh quang và đầy dẫy Thánh Linh. Đừng về với Ngài trong sự nuối tiếc đau khổ. Đừng về với Ngài trong sự thù hận không tha thứ. Đừng về với Ngài trong cái sự mà tội lỗi chưa được giải quyết. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nhiều lần nói rằng nếu có người phạm tội hãy lập tức ăn năn. Và ai mà phạm tội với mình hãy lập tức tha thứ 70 lần 7 luôn. Tức là ý Chúa Giêsu muốn nói về tính khẩn cấp của việc giải quyết tội lỗi trong đời sống của mình. Anh em tưởng đi, làm sao trên thiên đàng có thể chứa đựng tội lỗi? Làm sao trên thiên đàng có thể chứa đựng một cảm giác của sự giận hờn, cay đắng không tha thứ? Làm sao trên thiên đàng có thể chứa đựng một cái cảm giác của sự tham lam hay là tà dâm ô ấy, mà anh em nghĩ rằng là chúng ta có thể đem một chút lên trên đó cũng không sao? Nhiều người nghĩ như thế. Ông kia ông còn là phạm tội thấy ớn ấy chứ, còn tôi chút chút mà lo gì. Không đâu, thiên đàng không chấp nhận dù chỉ một chút. Chúa là đấng rất thánh thường bạn chị. Trong ánh sáng đặc biệt không có bóng tối. Anh chị em thử tìm tôi trong ánh sáng mà có bóng tối đi. Không có. Cho nên cái thứ gì mờ mờ ảo ảo là không được. Em hiểu không ạ? Vì vậy thương bạn chị em, tôi muốn tóm lại đơn giản sứ điệp ngày hôm nay như thế này. Mỗi một con người chúng ta, ai cũng như ai, sẽ phải trải qua ba giai đoạn của sự sống. Giai đoạn thứ nhất là một linh hồn sống trong một thân thể. Giai đoạn thứ hai, khi chúng ta lìa đời, đó là giai đoạn của một linh hồn sống ngoài thân thể. Và quan trọng nhất là trong giai đoạn này, anh chị em đã lìa khỏi thân thể trong tình trạng nào? Rất là quan trọng giai đoạn 2 này. Ha. Tôi và bạn chị em lìa khỏi thân thể trong tình trạng nào? Trong tình trạng đầy dẫy Thánh Linh và kết nối với Chúa, hay là trong tình trạng đời sống đầy tội lỗi và tối tăm? Vì cái khúc giữa này nó quyết định cõi đời sau. Amen ạ. Và giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn mà linh hồn sống trong một thân thể mới. Và giai đoạn này do Đức Chúa Trời quyết định nơi mà con người đã sống. Không phải tôi, không phải mục sư, không phải giáo hội, không phải người A, người B, người C. Giai đoạn này do Đức Chúa Trời quyết định, cho nên không ai kiện cáo ai được hết á. Không ạ, chả ai kiện cáo ai được. Lúc này là lúc mà nếu anh chị em là người có đóng ấn của Thánh Linh, có ghi tên trong sách sự sống, thì anh em sẽ được sống với một thân thể mới, nơi trời mới, đất mới. Còn nếu như anh em không được may mắn đó, tôi cũng không muốn là cái từ này nó xảy ra, nhưng mà phải có. Chắc chắn là sẽ có những con người đó, vì Kinh Thánh chép như thế. Dĩ nhiên không ai muốn cả, nhưng mà nó có. Thì con người này sống trong thân thể mới, nơi hồ lửa đời đời. Họ đau khổ đời đời về mặt tinh thần, họ đau khổ đời đời về mặt thể chất. Và Kinh Thánh bồi thêm một chỗ là xa cách mặt Đức Chúa Trời đến đời đời vĩnh cửu. Cái đó mới là cái kinh khiếp. Anh em tưởng ngày hôm nay mình sống như thế này là không có Chúa chăng? Không đâu. Tôi xin thưa với anh chị em, Đức Chúa Trời chỉ cần rời khỏi thế giới này một khắc thôi, tất cả chết sạch. Chúng ta đang đứng sống động đây là nhờ có Thánh Linh hiện diện ở đây, là nhờ có Thần Ngài ở đây. Chúng ta thở được, chúng ta ăn được, chúng ta ngủ còn thức dậy được, chúng ta đi lại được là nhờ có Đức Chúa Trời hiện diện ở đây. Amen ạ. Chứ đừng có nghĩ rằng ô Chúa đâu, tôi không thấy, tôi tự sống đây thôi. Không đâu. Đó là nói khoác lác chơi vui thôi. Chứ mà Ngài rút hơi thở của Ngài đi cái là ngã như rạ liền.
ngã như rã liền. Cho nên tôi rất thích cái câu của nhà tiên tri T.B. Joshua, ông hay nói về cuộc đời của ông. Ông nói tôi yêu một mình Chúa Giê-xu. Tài sản của tôi có duy nhất là Ngài. Tôi phụ thuộc vào Ngài. Tôi sống cho Ngài. Thậm chí tôi sẵn sàng chết cho Ngài. Không có Ngài, tôi ngã liền. Anh chị em à, tôi rất thích câu đó. Và tôi muốn câu đó cũng nằm lòng với anh chị em mình. Amen ạ. Tất cả chúng ta phụ thuộc vào Chúa Giê-xu. Phụ thuộc hoàn toàn. Từ lúc ngủ cho đến lúc thức. Không có Ngài, chúng ta ngã liền. Và thương bà anh chị em, đó là ba giai đoạn của con người, ý nghĩa thực sự của đời sống con người. Và buổi trưa hôm nay, tất cả chúng ta muốn điều gì? Tôi nghĩ anh chị em đã có rồi. Nhưng mà riêng tôi muốn hỏi Thánh Chúa là mỗi một chúng ta hãy được đầy dẫy thần linh yêu thương của Ngài. Hội thánh phải được đụng chạm từ trời. Hội thánh phải được đổ đầy tất cả những ân điển của Chúa trong tấm lòng của mình. Những gì báu vật của thiên đàng buổi trưa hôm nay mình phải đón nhận. Những gì ân điển lớn lao của Ngài mà Ngài dành cho con cái yêu dấu của Ngài buổi trưa hôm nay anh em mình phải đón nhận. Những sự kêu gọi, những chức vụ, những thiên chức mà Chúa kêu gọi anh em buổi trưa hôm nay mình cũng phải đón nhận. Tất cả chúng ta vì Ngài mà sống và sống cho Ngài. Amen anh chị em. Đó là điều mà Chúa muốn. Và hơn bao giờ hết, ngay thời điểm này, giữa cái thế giới hỗn loạn, sống một cách nó vồn vã như thế này anh chị em à, hãy cảnh tỉnh linh hồn của mình. Ai có tội hãy ăn năn tội lỗi. Ai lỡ đang sống trong tội lỗi mà chưa kịp giải quyết, tôi cũng muốn buổi trưa hôm nay giải quyết luôn. Được không ạ? Vì chúng ta không kịp đâu. Không kịp. Chúng ta nghĩ rằng là còn lâu. Còn lâu để từ từ đi, tôi vui hưởng cái tội lỗi này thêm một chút nữa đã. Nhưng chị em à, không kịp đâu. Có thể sẽ không kịp. Biết đâu được. Biết đâu được. Buổi này là buổi cuối cùng rồi anh chị em về nhà thì sao? Đó, bình thường. Cho nên mình khi mình là người đã có Chúa, mình đừng có đặt quá nặng sự chết sự sống. Không, chúng ta về nhà đó thôi. Bình thường mà. Cho nên chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để cho đời sống của mình kết nối đầy dẫy với Chúa Giê-xu. Amen. Và tôi muốn tất cả anh em mình trong hội thánh của Chúa mỗi giây đồng hồ là mỗi giây đầy dẫy Đức Thánh Linh, lúc nào cũng sẵn sàng để ngợi khen và phục vụ Chúa Giê-xu. Amen. Không có cần khởi động vậy đó. Lúc trước tôi còn trẻ là hay khởi động bước vào phục vụ Chúa, từ từ để tôi khởi động cái đó. Có tội lỗi gì phải ăn năn cái? Đâu có. Chúa muốn mình phải sẵn sàng mọi lúc, sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng thờ phượng, sẵn sàng cầu nguyện, sẵn sàng giảng luận. Cần gì chuẩn bị không biết gì hết đó, không cần. Nếu một con người có Đức Chúa Trời hành động thì lúc nào cũng sẵn sàng làm việc. Amen. Không cần chuẩn bị. Tôi muốn hội thánh của Chúa ở trong tình trạng đó. Đây là tình trạng mà khi anh chị em ra ngoài thân thể, anh chị em là hạt giống tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Anh chị em có muốn điều đó không? Nào, chúng ta hãy cầu nguyện.